Mình lại chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một cái siêu phẩm các bạn ạ. Ui giời, ui xíu nó tự lên các bạn nhé. Đấy, siêu phẩm mẹ bồng con các bạn nhé, 2,5 m các bạn nhé. Và báo cánh làm từ 2 con diều lại các bạn ạ. Thì có một sao số các bạn nhé. Cầm thấp xuống xíu cái này. Đấy, thấp xuống để xíu để mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Khá là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà không biết lên có ok không. Đấy, mình rất là hồi hộp để xem là có lên hay không các bạn nhé. Đấy, các bạn thử đoán xem có lên không nào. Lên hay không thì chuẩn bị các bạn sẽ biết. Chuẩn bị các bạn sẽ biết nhá. Mà Gia Hưng là người cầm các bạn nhá. 2,2 m mẹ bồng con các bạn nhá. Gia Hưng kìa. Đây, mình chụp dòm Gia Hưng lại cho các bạn xem nhá. Đây. Đây. Gia Hưng cũng rất là máu các bạn nhá. Và bây giờ thì Bảo Khánh sẽ đâm Gia Hưng cầm các bạn nhá. Chạy đi. Ui. Ui. Rúa khá mạnh các bạn nhé. Mình Gia Hưng mà đang học mẫu giáo lớn các bạn ạ. Boa gì mà 2,2 m luôn các bạn nhé. Bảo Khánh thì đang chỉnh dưới đây các bạn nhé. Mình quay Bảo Khánh đâm Gia Hưng đây các bạn nhé. Cầm chắc. Chạy nhanh khai chút kéo em. Kéo Hưng đi luôn hả? Gần kia được. Bây giờ thì mình phải hỗ trợ cho Hưng các bạn ạ. Kéo mạnh quá. Này, lánh. Đuôi dưới này. Đuôi vẫy khiếp. Không nghe thế, không muốn thế không? Ô, cá này. Lên cao các bạn nhé, cái đuôi vẫy. Đang ra thêm dây các bạn nhé. Được. Đây này. Cao. Thôi đừng chạy nữa. Ghi mạnh. Đấy, chuẩn bị kéo mạnh đấy. Ui. Cầm. Chưa. Chết cha. Lên cao lắm rồi các bạn nha. Đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Lên gần mây luôn rồi đấy. Yeah.